thấy đứa bạn cứ mãi lướt điện thoại mà không tập trung ăn, thanh niên liền tung chiêu độc gây tranh cãi. Với thời đại công nghệ 4.0 như hiện nay, việc các bạn trẻ đi đâu cũng cặp kè chiếc điện thoại bên người để lướt TikTok hay Facebook là điều không hề hiếm gặp. Thậm chí smartphone như là vật bất ly thân của hầu hết mọi người. Tuy nhiên, chính vì điều này mà nhiều cuộc vui đã trở nên vô nghĩa vì mọi người chẳng thể tương tác được nhiều với nhau. Mới đây, một thanh niên tại Bình Dương vì thấy bạn mình cứ mãi lướt điện thoại mà không tập trung vào chuyên môn nên đã tung chiêu cực độc khiến dân tình không ngừng bàn tán xôn xao. Cụ thể, đôi bạn thân đã rủ nhau đi ăn đồ lẩu nhân dịp đầu xuân năm mới. Ấy thế nhưng đứa bạn đối diện mãi cắm mắt vào điện thoại khiến anh chàng vô cùng bức xúc. Ngay sau đó, thanh niên này đã nhanh trí gấp mảnh giấy lau miệng rồi nhúng vào nước lẩu. Tiếp theo là cho vào bát của thằng bạn thân trong khi cậu ta chẳng biết điều gì vì vẫn đang mãi mê xem điện thoại. Tưởng đứa bạn chí cốt tốt bụng gấp tóp tiên cho ăn, anh chàng vô tư cho mảnh giấy vào miệng và nhai như chưa hề có chuyện gì xảy ra khiến chủ nhân của đoạn clip chỉ biết cười trong im lặng. Ngay sau khi video viral, nhiều người đã để lại những bình luận trái chiều xoay quanh đoạn clip này. Một số đã tỏ ra rất khó chịu với kiểu người đi ăn với bạn bè nhưng luôn dán mắt vào chiếc điện thoại. Chính vì thế, việc dạy cho anh ấy một bài học là điều vô cùng hợp lý. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít netizen cho rằng hành động chơi khăm của cậu bạn là hơi quá đáng. Bởi lẽ, giấy ăn chứa khá nhiều chất không tốt nên khi cho vào miệng sẽ rất độc hại. Chưa kể nếu không để ý có thể nuốt xuống dạ dày sẽ gây ra nhiều hậu quả khó lường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.